À đây rồi, quả đồng cầu của chúng ta đã trở lại nè nha. Số không có số nào nha anh em ơi. Rồi để coi ai là người trúng đây. Ai là người trúng đây anh em ơi. Rồi nhả ra lại nha. Coi coi số mấy đó gà đó anh em. Số gì đây? Số 13 nha anh em ơi. Anh em nào comment số 13 là người trúng giải. Chào mừng anh em trở lại với shop Beta Coffee nha. Hôm nay mình lên cho anh em mini game nè. Đây là một cái con Nemo dạ quang luôn. Cá Nemo dạ quang cũng không còn nhiều nha anh em ơi. Size nhỏ nhỏ không à. Đó giống như con này nè. Đó cũng size nhỏ xíu không. Hôm nay mình tặng cho anh em con này nha. Size bự hơn chút xíu. Đó không có cá bự bán luôn. Quá trời anh em chuộng dạ quang luôn rồi. Tại vì những cái con dạ quang này á anh em biết không. À, hàng mới, hàng nó giá trị hơn so với cái dòng Nemo. Ai cũng muốn sở hữu, ai cũng muốn ép và lai tạo ra một cái dòng cá dạ quang mới cho mình sở hữu á. Chính vì thế anh em mua rất là nhiều. Nhưng mà cá size nhỏ mình lên không kịp nha anh em. Mình lên không kịp, với lại cá nhỏ quá mình cũng không dám bán. Bởi lâu lâu mình lên được con thôi. Cá con này cũng không bự lắm, con này cũng nhỏ nè. Đó, mình thì cũng không thích bán mấy con cá size nhỏ quá ha. Tại vì cái đợt 60 là cá phải size ok cho anh em về ép ha. Còn cái đợt mà size nhỏ hơn thì nó 39 với 29 nha anh em. Mà cá dạ quang bán 39 với 29 thì nó không có lời, nó lỗ anh em ơi. Đó, bởi vì mình đang đợi nha. Nhưng mà mình vẫn chiết ra một con để làm mini game cho anh em chơi nè. Đó, chiết ra một con là cho anh em chơi vui nha. Rồi, thể loại mini game này cũng như những đợt cũ ha. Thì anh em sẽ comment từ comment một số ha, từ 01 cho tới 90. Đó, mini game đợt sau sẽ công bố cho anh em kết quả nha. Con phía sau nó cũng size nhỏ nhưng mà được cái nó già tháng hơn ha. Nó già tháng hơn bởi vì nó kè dữ hơn. Con này mình mới form nó gách đu xíu nha anh em. Anh em thông cảm nha. Tại vì bình thường mấy dạo quan mà cỡ như vậy là mình bán 60 ngàn trở lên không à. Đó, hôm nay làm mini game cho anh em luôn, đang hàng hút luôn. Nhưng mà dành cho những anh em nào mà không xin cá mình hoài đó thì ok, hôm nay mình làm mini game cho anh em khỏi mua. Anh em chỉ cần may mắn thì sẽ trúng được con này nha. Tiếp tục lên cho anh em đợt cá nha. Hôm nay shop Beta Coffee mình đã trở lại rồi anh em ơi. Hôm nay mình về quê nha. Đó, bây giờ mình đã quay trở lại quay đợt cá cho anh em rồi đây. Thì hôm dài đã luân phiên thay đổi nhiều người lên đợt cá và quay cá cho anh em đúng không? Thì ngày hôm nay chính thức mình là bình luận viên Beta Coffee, bình luận viên gốc luôn, đã trở lại. Không biết có lợi hại hơn xưa hay không chứ quên tên cá mẹ nó rồi. Nào nói sai anh em thông cảm chỉ nha anh em ơi. Rồi đầu tiên của chúng ta là mã Nemo nha. Nemo size hơi ốm xíu nhưng mà con phía sau nào Seacooper đuôi quá đẹp luôn anh em ơi. Seacooper đuôi bẹo đẹp bán luôn. Trời ơi con đó 60 cơ chứ, ai bán 40 kỳ vậy ta. Rồi ok, chắc có thể là cho anh em săn hàng nha. Đó, anh em nào mà thấy dòm dòm được được là săn nha. Trời ơi, con này con super đen, super black devil anh em ơi. Có màu đỏ anh em ẩn đỏ lên nha. Lên đèn anh em mới thấy ẩn đỏ chứ bình thường không thấy đâu. Super black nha. Những con về là 100 ngàn không á. Nay bán cho anh em 40 ngàn luôn. Super black bình thường thôi ha. Mà đuôi không được tốt thì là 30 ngàn. Super black này đuôi cũng ok, chuẩn đê nha. Đó, đuôi chuẩn đê màu đen đậm luôn. Nhưng mà có cái máu nè, máu của Devil ha. Máu Devil nè anh em. Máu giống như Hellboy vậy đó. Cái viền đỏ đỏ nè, đỏ anh em thấy không? Ánh lửa hồng giữa đêm tối. Đù, mà cái tên đẹp trời. Rồi phía sau là Gatla Galaxy. À, lâu quá không nói cá quên tên mẹ nè. Nói chặt bắt. Gatla Galaxy nha anh em. Này có gen Cooper. À, ánh Cooper nè. Ồ giá trị lắm luôn nha. 40k quá rẻ. Thiệt đúng giá của nó phải 80 nha. Đúng giá 80. Nếu full màu thì 100. Tại vì Get Cooper là nó giá trị hơn. Full màu thì 100, còn không full màu thì 80, nay bán 40. Trời ơi sale giống như gần như 50% luôn rồi. Quá dữ quá dữ. Cho anh em lấy máu lấy gen nè. Ồ, ánh Cooper đẹp ta. Ôi. Này không phải Cooper nha. Này ánh kim, ánh là gold đàng hoàng nhưng mà không phải Cooper, lý do tại sao? Con này là máu 50-50 tại dãy trắng quá sáng ha. Nhưng mà 40 quá rẻ nha. Sai tơ mới form thôi. 40 là im đó anh em. Đó đẹp chưa?
Ui xì ta chùm luôn nha. Sáng đẹp lung linh nha. Rồi, con này là con phân si heo boy nha anh em. Phân si heo boy nhưng mà cái nền phân si mạnh hơn heo boy. Đó. Phân si heo boy cũng khá là đẹp đấy, form chuẩn tốt nè. Này giống lai cá sim quá ha. Đó. Tướng tá rất là dũng mãnh nha anh em. Quá ok luôn. Đầu đầu trắng chứ không phải đầu chọc, đầu trắng hồng nha. Hồng phấn. Rồi đây một con super ghét. Thì mấy đang kè tự nhiên đưa tới nơi cái hết kè. Rồi xuống đây rồi. Galaxy ghét bạch tiết nha anh em ơi. Thấy không? Trời ơi, mấy con này hiếm lắm luôn á anh em. Super ghét rất là sung nha. Trời ơi, con này mà có 39k là quá rẻ rồi, quá xịn sò rồi. Đó, hai con đều sung hết trơn luôn. Super ghét nào mà cua bắp thì giá 30.000, Super ghét nào mà sung á, không? Sung đẹp. Giá 40 nha anh em. Rồi, Galaxy Cooper đợt trước ha, đợt trước bán cho anh em là nhiêu 60.000, nay giảm giá còn 40 luôn anh em, có coi đây đợt cũ anh em sẽ biết rồi. Full màu luôn anh em. Full dãy luôn, dãy rất là dày nha. Này là Nemo Cooper nha anh em. Đã cái dòng Nemo bình thường á thì giá nó cao hơn so với phân si, mà dòng Nemo Cooper thì nó đẳng cấp hơn so với dòng Nemo bình thường. Thấy không? Nè full dãy full giáp luôn, anh em nào biết chơi mới có thể nhìn ra được cái vẻ đẹp con này nha. Còn anh em nào muốn lấy gen lấy giống lấy máu Cooper thì đây. Máu gặt luôn. Cooper gặt cho anh em luôn. Rồi. Mã số thì có bên dưới nè, anh em mua hàng bấm vào đường link dưới video đặt hàng dẫn tới kênh Shopee là bán nước mắm, nhưng mà không phải nước mắm nha. Tại vì mình bán chui mà anh em, bán chui Shopee thôi nên mình bán để chữ nước mắm vậy thôi ha. Chứ thật ra là shop không có bán nước mắm mà là bán cá bé ta. Anh em chọn mã số thôi, anh em đừng quan tâm tới nước mắm nước gì hết. Khi mà anh em nhận hàng anh em đánh giá, anh em cũng đừng có để cái chữ cá nha, anh em thay chữ cá bằng chữ nước mắm dùm shop nha anh em ơi. Ví dụ như nước mắm ngon hay gì đó ha, anh em đừng có để cá đẹp hay gì hết trơn á. Còn thôi đánh giá làm sao được rồi, khỏi nói gì nhiều hết là ok, ta tự hiểu thôi. Đó, mấy con này nó sung nó kè nhưng mà tại sao nó bơi đứng, tại vì nó muốn nhả bọt anh em. Nó chuẩn bị muốn ép đẻ rồi nó nhả bọt, để thường mấy con bơi đứng đứng nhà để nhả bọt, nó làm tổ á. Trời ơi Cooper anh em ơi. Cooper quá đẹp. Đù. Đù bóc luôn. Dữ vậy. Trời ơi. À con này nó hơi cong nhẹ cái phần chớp đuôi xíu nha anh em. Cong nhẹ chớp đuôi xíu nhưng mà đuôi quá đẹp. Chứ thiệt ra làm gì mà có cái giá này. Đó, làm gì mà có cái giá 40.000. Đó. Quá đẹp luôn anh em ơi. Con nào cũng đẹp hết trơn, hai con. Với sao Cooper dãy sáng ha. Này dãy có truyền thống ha. Có màu xám truyền thống. Con nào cũng đẹp chứ, có vẻ truyền thống, vẻ hiện đại. Hai này sung nè. Mà sao nó phải bơi đứng quá. Nó đang bơi đứng nó ướm ướm nó ngã bọt anh em. Chứ thấy nó bơi bơi vậy là anh em biết nó muốn kè rồi. Nào đưa vô kè cho nó rồi nè anh em thấy không. Đưa cái kè vô lại sung cái kè nè. Cái kè này bên shop mình có bán nha anh em. Có nhiều shop người ta bán là cái kè bằng cái đũa gỗ nha. Để dễ bị móc nha. Thì shop này là shop mình là cây đũa nhựa, nó sẽ không bị móc nha anh em. Rất là xịn sò, màu đen cao cấp luôn ha. Đó. Mẫu cá nguyên con rất là đẹp luôn. Trời ơi, 40.000 quá rẻ luôn. Rồi vì là nói chung là anh em phải dòm, biết dòm cá nha, mình không có nói nhiều, mình nói cho anh em biết vậy thôi. Để anh em dòm cá nếu mà đẹp là cá săn đó, quan trọng là anh em biết săn hay không ha. À, đó, màu tươi lắm luôn. Chưa full màu thôi, cá mới phơm chưa full màu nhưng màu tươi nha, thì giá nó cũng rất là giá trị á. Rồi còn những con full màu anh em thấy không, full màu nhưng màu không tươi thì giá nó sẽ rẻ hơn đó. Nhưng mà hai con này thì tương đồng giá 40 là ok rồi nè. Đuôi tưa nè anh em ơi ha, đuôi tưa cũng sắp hết hàng rồi nha. Mỗi đợt lên cho anh em một con một nha. Đuôi tưa sắp hết hàng rồi đó. Đuôi tưa này bự rồi, size bự rồi, size lớn rồi. Ồ, phân si nè. Phân si này si 7 gồng nha anh em. Cũng rất đẹp. Phân si này mang nét cổ điển ngày xưa. Đây là một con Nemo.
Rồi, Nemo này mới phơm thôi anh em. Màu thì mình thấy chưa lên nhưng màu rất là tươi nha. Nổi cái đuôi nè, mình chỉ cho anh em nè, anh em dập cái đuôi ha. Cái đuôi mà nó dúng dúng vậy nè là bảo đảm là đuôi kẹ lên là móc liền. Nào là thử coi. Mà nó mới phơm, chưa có biết kẹ hay sao. Tại những cá mới phơm nó chưa, nó ít kẹ lắm. Mà sai bự dữ ha. Lên mày. Chắc còn hơi nhát. Tại vì ánh đèn sáng quá. Bình thường nó nằm dưới hũ phơm thì nó hơi tối. Còn đây là hát môn dòng đỏ nha anh em. Bình thường là 60 ngàn một con. Tại bên shop mình bán nhanh, mình không có để đi riêng một cái hũ lớn. Nếu mà những cái con này muốn nó kè cho nó đẹp á, nó mau sung á, thì anh em để cho một cái hũ lớn á là nó mau sung lắm. Tại cái hồ kính nhỏ quá không đủ để nó bung, nên nhiều khi nó không thích kè. Mấy con nó khó chịu lắm. Nhưng mà bên shop mình thì toàn là keo nhỏ vậy không hà, hũ lớn thì không có chỗ chứa. Hấp môn bán kèm nữa thôi, mình sẽ ghép này đẹp không? Đó, hấp môn bán kèm nữa thôi nên không có chuyên gì chuyên về nó. Tôi chọc thử ra nó luôn, kèm. Trời ơi, nhát luôn. Hy vọng thời gian tới mình có thể mình làm được cái hũ nào chuyên về hấp môn mới được. Rồi, kính phơm luôn nè, ghê chưa? Kính phơm luôn, quá đẹp anh em ơi. Dữ dằn chưa, này là beauty color luôn á. Cái sau cũng là một con phân si cổ điển luôn. Đó, một con si cổ điển luôn anh em. Đuôi si ta luôn nè. Trời ơi, cổ điển nhưng mang nét hiện đại nha. Đuôi si ta luôn, quá đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp. Đây là một con Black Half Moon nha anh em. Hàng này lâu lắm mới có một lần á, lâu lắm mới có một đợt. Mình bên mình không có chuyên Half Moon ha, nhưng mà mấy cái dòng màu hiếm hiếm là mình sẽ giới thiệu cho anh em. Tại vì cái dòng này lâu lắm chủ trại mới có một lần nha anh em. Bình thường mấy con có về là bên shop mình sẽ bán lại giá 80, mấy con full đen luôn thì 100. Mấy con mà không full đen thì 80. Đó. Mà bây giờ mình cũng còn vài con thôi, xả luôn 40 cho nhanh. Tại mình không thích dòng hấp môn cho lắm. Trên thị trường mấy con có vậy người ta bán 100 nè. Get phân si, tại vì mình xả hết để mình lên cái lô mới, lô get phân si nè. Đó, mới lên được vài con thôi. Cái get phân si nè, size nhỏ nhưng mà màu phơm rất đẹp, Lucita luôn anh em thấy không, dữ chưa, chuẩn chưa. Đó, phía sau cũng có một con get phân si star chùm luôn. Này phân si copper luôn, size cũng rất là tơ. Tơ mà cá rất là sung và đẹp nha. Những cá này anh em mua về chơi là ok luôn. Nó sung, nó sẽ sống rất là dai. Sung mãn, thời gian sung mãn rất là lâu và dài. Còn anh em nào mà mua cá mà size mà lớn quá hoặc là size nhỏ quá ha, size này cũng ok, chơi vừa chơi rồi. Size lớn quá nó sẽ mau già lắm. Con này nhả bọt nè, nó bơi đứng ở đây nhả bọt nè anh em. Đuôi ếch bít luôn, 40 ngàn một con đuôi ếch bít kìa. Đẹp luôn em ơi. Nó đang bơi đứng để nhả bọt làm tổ nè anh em thấy không. Nó sung cỡ đó luôn. Rồi con trong con si luôn anh em ơi. Con si này con si mặt người nha. Nè thấy cái mặt đó không, nó lộ ra nè. Nhưng mà nó lộ chưa hoàn toàn, không biết thời gian tới như thế nào ha. Nó lộ hoàn toàn như mặt người luôn là ok luôn. Giá giá sốc luôn, giá mắc tiền luôn. Giờ con này máy 60 giảm giá cho anh em còn 40 ngàn nha. Đợt trước máy 60 á, anh em không tin coi lại đợt cũ. Con nào ấy mình nói không có nói dây gian, nó láo anh em. Anh em cứ coi lại đợt cũ, đợt 221, bảo đảm gặp nó, mình nói thật sự. 60 size lớn, full màu luôn. Đuôi tốt luôn nha, 60 ngàn sale cho anh em luôn. Tại vì máy 40 bên shop mình đang hết hàng, mình đem phải đem xuống mình bán luôn á. Trời ơi, quá trời đẹp rồi. Màu anh em thấy không, nổi bật gõ gạch liền. Con này size bự luôn nè, phía trước nè. Đã bụng này là bụng âu cơ nha anh em. Bụng ngàn con, ngàn trăm con, trăm trứng. Này bụng bự hơn âu cơ luôn, ngàn con luôn. Đó, nè, nó sai khủng không nè. Bụng căng trứng hết trơn. Nào, phía trước phía sau nè. Trời ơi, giá lô copper bán 40 ngàn rồi. Trời ơi. Quá im mà anh em ơi, máy cái này im quá ha. Nhiều máy ha, trời ơi, máy Zalo luôn kìa. Zalo 40 ngàn luôn kìa anh em ơi. Con đó mà hơi sai nhỏ nha, dưỡng là một cái bán 100 ngàn liền. Quá dữ luôn. Nếu thì khó lờ luôn. Ờ, máu copper luôn anh em.
quá dữ luôn. Rồi nè, ghép con si hơi nhỏ nha, đuôi chị ta có luôn đó. Anh em dòm sai, anh em thấy là hồ mình 7 xăng sai cỡ đó là nhỏ xíu rồi đó, nhỏ mình nói nhỏ đàng hoàng nha. Cá bô 3 29 39 thì nó không có lớn, nhưng mà con phía trước thì nó hơi nhỏ thiệt, con phía sau ép được ha, về dưỡng tầng thôi ép được đó. Mấy con này ha, mấy con này phía sau dưỡng tầng, phía trước ok ép luôn, ép luôn 3 ngày dưỡng 3 ngày ép luôn, nhưng mà trứng không có được nhiều thôi. Con nào khủng nói nè, con này khủng nè, này phía trước nè, sau bự nè đó, hai này bự nè, thấy không, hai con này cũng ok tạm được, phía sau bự nè 60 ngàn, nó sao bự luôn. Rồi anh em mua bấm vào đường link bên dưới video đặt hàng trên Shopee luôn nha anh em ơi. Tốt nha, trời ơi, gì đẹp dữ trời. Rồi con này 60 ngàn luôn anh em ơi, full màu luôn, màu độc lạ luôn nha, màu xám Cooper nha anh em, dữ dằn luôn, máu 50 nha. Đó, này anh em mua bình thường thôi, không có gì đó, nhưng mà được cái form tốt nha. Mô là mô bình thường thôi, không có gì xuất sắc hết. Được cái form tốt, đuôi bự, ừ, đúng rồi. Đuôi bự chứ không phải là xè rộng nha. Cái này gọi là đuôi big tail thôi. Đuôi bự hơn so với cái mình á anh em. Nó không được cân đối cho lắm, nó như cái quạt cho nó bự quá. Nó bự và nó hơi lửng lửng, với lại nó có mũi chắc gen. Chắc có cái gen của gen của Apex nè. Rồi tiếp tục ghét phân si nè, ghét phân si có chẩm đuôi xì ta nha, 39k hả. Con này gì vậy, con này gì trời, con này máy gì vậy? Dạ quang thì thấy đó, không biết con gì nữa. Không biết con gì nữa, để coi kỹ lại nè. Rồi dạ quang trống, không được sung cho lắm. Đây có con kia nó cũng không có chịu kè, rồi qua luôn rồi. Mình xin Cooper nha. Xin Cooper này sai trưởng thành rồi. Dễ dày quá, nổi cộm luôn, nổi cục u nha, khối u nha. Khối u lành tính nha anh em, không phải ác tính nha. Tất cả những khối u mà dạng dạng kiểu này đều là lành tính hết nha. Anh em phải quan sát coi con nó có dễ hay không. Với lại khối u nó màu gì, nó màu trắng thì thường là lành tính. Còn nó chuyển sang màu đỏ là anh em coi chừng. Này là phân si giá lô nha anh em. Nó mới phơm thôi, chưa lên màu hết, nhưng mà đuôi anh thấy rất tốt nha anh em. Này cam chọc Zalo đuôi rất tốt, anh em lấy mẫu lấy giống lấy gen gì cũng được ha. Nào chi ghét này rất là sung đó, có con dạ quang này, dạ quang xanh lè luôn mà không được sung. Bạn ơi tỉnh về bạn ơi. Rồi thôi qua luôn. Rồi tiếp tục. Ồ Nemo sáng chói dữ ta, phơm tốt luôn anh em ơi, màu đẹp luôn, thấy không? 40k cho anh em quá rẻ luôn anh em săn hàng nha. Nói thật sự cho anh em, hai con này 60k ở trên kia mới đem xuống. Ghê chưa? Đợt trước luôn, đợt 321 anh em xả thứ ơi, 40k nè. 60k nè, bán cho anh em 40k luôn. Rồi săn hàng nha, đợt này nhiều cá đẹp lắm. Beta Coffee một khi đã quay trở lại thì sẽ tung ra chương trình khuyến mãi cho anh em cực kỳ hấp dẫn. Đó, thấy không? Hellboy, phân si Hellboy nha. Hellboy thì anh em thấy không, nó như một cái người da đỏ đang xăm mình vậy đó anh em, rất là ngầu ha. Điểm ngầu rất là đặc biệt, không cần những cái vệt trắng màu sáng đâu, chỉ cần những cái vết xăm mình màu đen cực kỳ ngầu đó. Đó là đặc điểm đặc trưng của dòng phân si Hellboy đó, màu đỏ không, đỏ rất là đậm, đỏ tươi. Rồi đây là hai dòng Nemo Galaxy nè, phơm tốt nè, trời ơi cái quay lưng rồi, quá dữ rồi. Quay lưng mình thấy cao vậy ha. Ghê chưa. Con này là nói chung là cái màu nó thiệt nhiều nè. Anh em cũng gặp nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà được cái phơm nó nè, phơm tốt. Size cũng ok, size bự hết trơn luôn, trời 39k size gì là ngon rồi. Rồi tiếp tục. Ồ, con này đẹp nè anh em. Màu là lạ ha. Đó, sung luôn. Mày coi coi đuôi sao. Rồi, đuôi chuẩn hết trơn luôn nha anh em. Màu độc lạ luôn, này 60 ngàn luôn á. Đuôi bữa nay hàng xăng nhiều thế. 60 cầu bộ còn rẻ nè anh em. Phơm tốt quá. Phơm quá tốt luôn. Ồ. Hiểu chưa? Quá ngon anh em ơi.
này nó chịu kẹt cái kè, nó chịu kẹt con đó sung quá. Mình xì ghét nha. Đó. Anh em coi mã số bấm vào đường link dưới video đặt hàng trên Shopee nha, dẫn tới shop nước mắm. Đừng quan tâm tới mấy cái chai nước mắm, quan tâm tới cá thôi nha. Dạo này trời nắng nóng, nhiều khi cá nó có vấn đề, nó hay bị chết đột ngột trên đường đi anh em shipper, để mà nắng quá không ai chịu nổi hết. Mình còn muốn chết nó chiên cá đu. Dạo quang này ok nè anh em, để coi kè sao. Mấy dạo quang chị này yếu vậy ta, để coi coi kè sao. Tại chắc có mấy dạo quang này mình gấp quá, mình gấp bán quá anh em. Đó, cá chưa phơm, mới phơm 1-2 ngày hoặc chưa phơm quăng lên luôn, bánh không có chịu kè. Đó, này cũng ok sung nha. Này là vừa dạo quang mà có xám cooper luôn nè, chuẩn đẹp, 40.000 khỏi dòm, khỏi dòm, khỏi đợi kè, mua luôn, ok chưa. Dạo này mình nói tình trạng với anh em là cá nắng nóng hay bị chết nha, hay bị chết. Thì khi mà nhận hàng á, anh em đừng có sợ cái vấn đề mà chết nha. Chết thì anh em nhắn tin, anh em chụp hình, chụp cái đơn hàng qua shop ha, hoặc là quay clip gửi qua shop. Shop ơi, con này giá bao nhiêu vậy đó, nó chết rồi đó. Thì bên shop mình sẽ hoàn tiền cho anh em đúng giá cái con cá đó nha, hoàn cho anh em qua chuyển khoản ha, hoặc là anh em muốn gửi cạc điện thoại gì đó ha, hoàn tiền đúng giá con cá chết nha. Anh em lưu ý là anh em shop chỉ hoàn tiền con cá chết thôi nha, bởi vì anh em nào mua mà đặt hàng phí ship cao quá anh em đừng mua nha. Tại vì nếu mà cá chết á là anh em sẽ phải không được hoàn tiền phí ship nha. Anh em coi có mã giảm giá, có mã miễn phí ship anh em áp vô nha. Đó, tại vì shop bán giá rẻ quá rồi, shop không có thể hỗ trợ cho anh em cái phí ship được nha. Cá chết thì shop chỉ hoàn tiền cá chết thôi, chứ không hoàn tiền ship nha. Tại bán cái này lời có mấy ngàn con, anh em bắt hoàn tiền ship là lỗ học máu luôn. Cá chết đã lỗ rồi ha, anh em thông cảm vấn đề đó nha. Còn ví dụ như anh em biết cách anh em trả hàng trên Shopee, anh em phải chọn nha, phải chọn là cái hàng này hai chai nước mắm anh em phải điền là ha, anh em mua một con phải không, chai nước mắm bị bể vỡ rồi đó ha. Khi bấm trả hàng á, thì anh em sẽ bấm là chai nước mắm bị bể vỡ đó, thì anh em sẽ được hoàn luôn Shopee, hoàn luôn tiền phí. Nhưng mà làm vậy thì nó hơi gấp gối nha anh em, nếu mà không muốn gấp gối thì cứ nhắn tin shop chuyển tiền cho anh em cái một là xong, đúng tiền cá luôn. Rồi thì cái quy trình nó sẽ là như vậy nha. Wow, Zalo nha anh em. Black cái này blue Zalo. Đó. Black blue Zalo. Có một đèn. Nếu mà cái dạng như mà chấm bi á, thì gọi là Black Galaxy. Còn này thì cũng trong bài Galaxy nè, nhưng mà trong bài Galaxy Zalo này đó, chắc là Zalo với Black blue chứ đâu. 40.000 quá rẻ luôn anh em ơi, quá đẹp. Này con này hấp môn nha, hấp môn butterfly nha anh em. Đó. Mấy hấp môn trong mấy cái hồ nhỏ nhỏ này nó không có được sung cho lắm. Bởi vậy mình phải thiết kế một cái hồ khác cho nó mới có thể quay bán được mấy dòng hấp môn. Chứ thật ra nếu mà mấy con cá này của mình cũng như mấy sếp khác thôi, nhiều khi nhập chung nguồn đó anh em mà bán không có được giá cao ha. Anh em nào biết dòm mới có thể là bán, mới có thể mua được không. Còn anh em không biết dòm có mua được nó là không, mua thì xè bự cho bá luôn. Mà để trong mấy cái hồ nhỏ nhỏ này nè, nó hay bị gách đuôi đó. Nó hay cắn gách đuôi á, nó tự cắn đuôi nó. Anh em chịu khó về dưỡng lại dùm nha, chứ đuôi rất là dữ luôn, rất là bá đạo nè, thấy không, hấp mua nào đuôi cũng bự cho. Rồi phía sau là một con này kỳ còi quay không kỹ chứ thật ra làm gì còn được. Anh em thấy Galaxy full dãy không, đó full dãy màu đậm đẹp như vậy mà làm gì còn được. Đây đợt trước chắc nó kẹt con harpoon này nè, nó kẹt con harpoon này mà nó không có đi. Rồi tiếp theo gì đây, cái mô dạ quang size mini luôn đó. Cá anh em thấy không, nó có gạt anh em đâu, nó nhỏ hơn con này nữa. Không lấy bán luôn, nhưng mà được cái màu đẹp nó bán 40.000. Chứ thực ra dòng dao quang nó hơi mắc ha, giá nhập nó hơi cao hơn so với cái dòng Nemo bình thường. Trên thị trường nó cũng ít chạy làm đó nè, đu tơ nó nè. Đó, mỗi đợt như vậy đó, mỗi dàn cá lên cho anh em một con nữa, đu tơ có nhiều không. Đu tơ này sai trưởng thành luôn rồi đó. Rồi, con si Zalo nè.
Galaxy Zalo thì đẹp đã full màu nhưng mà size hơi nhỏ nha. Hơi nhỏ bán anh em 40 chứ màu này với cái form này làm gì có giá đó. Gồng đỏ nè, gồng đỏ cho anh em săn hàng con một nha, gồng đỏ gì? Gồng đỏ 60 không à, không có giá 40 đâu. Gồng đỏ lô mới về đẹp. Mấy cái lô nào mà cụ bắp á mới bán rẻ cho anh em thôi. Nhưng mà cái này mình cho anh em săn nha, anh em nào săn được thôi im nha. Không có la làng nha. Đó. Lâu lâu á, ví dụ như 10 đợt, 20 đợt tôi để lên con một cho anh em săn hàng nha. Đuôi bự nè. Đó, đuôi bự này nè. Biết theo nha, anh em thấy cái mình á không? Mình nó nhỏ mà đuôi nó rất là bự. Nó giống như một con cá hóc môn nhưng mà không phải nha. Này nó có cái gen. Đó, nhưng mà nó cân đối hơn so với cái dòng đuôi lửng nha anh em. Còn cái thịt lô nè, ha. Sang hơi nhỏ nhưng mà phơm rất tốt. Hai con này là phải nó săn hàng đó nha. Anh em mà săn được thì im nha. Đừng có vô mà comment tôi săn được gầu này kia ha. Đó. Tôi săn được gồng đỏ 40.000 rồi chết luôn á. Tại vì đợt trước người ta mua gồng đỏ 60 không hả mấy ông nội ơi. Ha. Lâu lắm mới có một đợt cho anh em 40 thôi nha. Đừng có la làng nữa nha. Anh em la làng mới mốt là tôi không có bán được con gồng đỏ 60.000 nó công tôi lắm. Nhưng mà cũng không có nhiều lên con một đợt con một gì đó anh em nào săn được săn nha. Rồi đây là bắt đầu từ số này là máy nha anh em. Rồi máy 60k nè đó, máy Galaxy nha anh em. Ở quên á, máy phân xì marble nha, phân xì marble nha, tại nó lột lột như Galaxy trời. Con này máy Galaxy nè, Galaxy cam nè nha đó. Con này là máy marble á, anh em nào giờ một kỹ nữa đi, ép ra là ra cái giống marble á nè. Máy lấy copper nè, con một luôn. Còn máy ghép phân xi nè, nó nằm rồi, để chút xíu đi, nó nằm lên mà thôi. Lấy copper nha, dòng hiếm hiếm không anh em ơi. Đó, mình bệnh đau họng mình không nói nhiều được, anh em thông cảm nha. Nemo, máy Nemo nha, quá đẹp luôn. Hai con cầu khổ khăn cứng dữ buông trước nè anh em, về ép được liền nha. Máy phía sau bự cho bá khủng luôn, chống bự cũng ép được nha. Máy 40 ít cá bự lắm, mọi này khủng luôn anh em. Này miếng tiền khổ lời nha anh em, xanh đỏ trắng vàng. Ô, xanh đỏ dãy trắng có ít ha. Xanh nè, đỏ nè, vàng nè, vàng có luôn. Rồi máy ghép đó, máy ghép xì ta nha. Rồi máy Mỹ Tì color quá đẹp luôn, ok luôn. Máy phân xì mà bộ phía sau luôn. Ồ, Mỹ Tì color con này 60 hoặc 100 đó chứ. Anh em nào mà xem tới cái đoạn cuối cùng này được biết là fan cuồng luôn đấy, bởi vì anh em xứng đáng có được hai con này đó. Phân xì mà bộ và một con máy Mỹ Tì color 40.000 con quá rẻ luôn, quá đẹp con anh em ơi, về luôn. Rồi anh em mua mẫu nào bấm vào bên dưới video hàng nha, quay kỹ cho phân xì mà bộ à. Đó, đẹp chưa nào, căng trứng cho mình nha nè. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.